Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em về thêm được một chiếc Mercedes-Benz phiên bản S400 sản xuất năm 2017. Trước khi giới thiệu về chiếc xe này thì cho em xin phép được tự giới thiệu. Em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mới nhé. Bên em thì chuyên giao dịch mua bán tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là những dòng xe khan hiếm ở trên thị trường và những dòng xe sang và siêu sang ạ. Bên em thì có dịch vụ thu mua và đổi các loại xe đã qua sử dụng. Nếu như anh chị muốn đổi các chiếc xe của mình đang đi, lấy một chiếc xe nào bất kỳ của bên em thì bên em sẽ sẵn sàng đổi các cho anh chị, không cần phải lo cái việc bán chiếc xe mình đang đi rồi mới mua xe mới mọi nhá. Bên em sẽ nhận thu mua lại luôn. Ngoài ra nữa, nếu như anh chị không có nhu cầu đổi xe mà muốn bán, hoặc đơn thuần chỉ là mua chiếc xe em đang quay cho mọi người xem, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em qua Zalo hoặc là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo mọi người nhé. Rồi, bây giờ thì em xin phép được giới thiệu qua về chiếc xe này. Đây là chiếc S400 sản xuất năm 2017, màu xanh Kawasaki, nội thất bên trong là màu kem. Xe của em mang biển kiểm soát Hà Nội rất là đẹp, 30H62468. Biển cực kỳ đẹp và VIP luôn. Nội thất bên trong màu kem, được chủ xe rất là giữ gìn và cẩn thận bảo dưỡng đầy đủ, chăm sóc xe từ ngoại thất cho đến nội thất rất là kỹ. Chiếc xe này của em thì mới lăn bánh được có 35.000 mai thôi, 3 vạn mai, rất là mới mọi người nhá. Chiếc này mà khi ra trời nắng như này á thì có một cái màu sơn của nó rất là đẹp luôn. Cái màu xanh Kawasaki này nhìn rất là sang trọng và lịch sự, cũng như là rất là có một độ ngầu, độ chất riêng của chiếc xe. Vành của S400 này thì được sử dụng loại 245/50R18, la răng phay 5 chấu kép mọi nhá. Đó. Trên chiếc xe này của em thì được trang bị hệ thống camera 360 độ, có cửa hít, có cúp điện, có rèm chắn nắng trước sau bằng điện mọi người nhá. Đó. Lát nữa thì em sẽ quay cận cảnh và chi tiết hơn về chiếc xe này ở bên trong nội thất cho mọi người xem. Bây giờ thì em sẽ quay qua ngoại thất một chút, sau đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bên trong mới nhá. Cái biển số này thật sự rất là ưng ý luôn, 30H62468, đuôi 68 nữa, rất là đẹp, biển tiến chẵn. Đó. 62468 mới nhá. Biển rất là VIP và đẹp luôn, màu xanh Kawasaki. Thật sự luôn là trong gia đình S-Class thì S400 luôn là chiếc xe mà được bán chạy nhất và được nhiều khách hàng lựa chọn nhất, bởi vì cái giá thành của nó vừa phải, hợp lý, mà lại sử dụng dòng S-Class. Đó. Chi phí bảo dưỡng cho dòng S-Class thì tất nhiên S400 là tiết kiệm nhất rồi. Ngoài ra nữa thì chiếc S400 này được rất rất nhiều khách hàng lựa chọn ở thời điểm hiện tại, bởi vì giá bây giờ rất là rẻ. Tiết kiệm được đâu đó mọi người sẽ rơi vào khoảng tầm 3 tỷ đồng so với cái bản thấp nhất mọi người nhá, chưa nói đến những cái bản cao nhất, rất là rẻ đấy ạ. La răng của xe đấy, cả 4 quả la răng đều không hề bị chém xước, sơn zin của xe còn khoảng đến 80-90% mọi người nhá. Sơn rất là đều này, bóng đẹp. Chất lượng của xe thì bên em sẽ đảm bảo mọi người hoàn toàn yên tâm khi lấy xe của bên em. Có thể mang xe vào hãng hoặc là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để kiểm tra về chất lượng của xe mới nhé. Bên trong thì nội thất rất là mới và giữ gìn, chủ xe họ rất là giữ nên được cái nội thất này rất là mới. Xin bật mí với mọi người một chút nhé, chủ xe cũ này thì có khá là nhiều xe và đợt này là đổi xe, đổi các với bên em. Đó. Lấy một chiếc Lexus LX570 nên là để lại cho bên em chiếc này. Có hai cửa sổ trời mọi người nhá. Cái này thì em chưa mở cái phía trước ra, lát nữa em sẽ mở sau. Có cửa sổ trời đôi. Và tất nhiên rồi, ghế của S-Class thì rất là êm và ngồi rất là sướng. Đó, loa Boommaster đó, và có sấy sưởi ghế, chỉnh ghế bằng điện ở phía sau hết. Có hai màn hình gối mọi người nhá. Cái này thì em vẫn bọc ni lông còn nguyên này, rất là mới luôn. Tất cả những cái chi tiết của nội thất của chiếc xe này thì đều được rất là giữ gìn. Thật sự nó mới như những chiếc siêu siêu lướt của đời 2021-22 vậy.
Đó, loa Boommaster và tất cả những cái chi tiết mọi người nhìn này. Cái những cái phím bấm này nếu như sử dụng nhiều nó rất dễ bị trầy, nhưng cái này của em nó vẫn còn nguyên bản mới nhá. Xe thì rất là mới, có rèm chắn nắng ở phía sau như thế này nó rất là tiện khi mà chúng ta muốn có một cái khoảng không gian riêng tư ở hàng ghế sau. Đó. Có cửa hít nha mọi người nhá. Đó, cửa sẽ tự động hít chặt vào. Đó. Cảm giác xe nó rất là sang trọng. Cốp đầy đồ vô cùng rộng rãi và thoải mái, có cốp chỉnh điện mới nhá. Tất cả những anh chị nào nếu như mua xe của bên em, nếu như mua chiếc xe này, em sẽ tặng cho anh chị một gói bảo dưỡng về chiếc xe để cho anh chị hoàn toàn yên tâm và sử dụng được trong quá trình mình sử dụng. Bên em còn có thể hỗ trợ mọi người rất là nhiều những cái về tư vấn và quá trình sử dụng của mình, cần hỗ trợ gì bên em sẽ hỗ trợ hết cho mọi người nhá. Đó, nước sơn màu xanh, kính thì được dán hơi màu xanh, mọi người có thể để ý này, nhìn bên ngoài nhìn vào trong rất là khó luôn đấy, có thể nhìn thấy cả em đang quay điện thoại ở đây. Kính này là thuộc dạng kính xịn ấy, dán kính xịn để giảm được ánh nắng vào xe cũng như là cái tia UV của trời nắng nóng như thế này, giúp cho người ngồi bên trong xe sẽ cảm thấy ấm, sẽ cảm thấy nó mát mẻ hơn và an toàn hơn, không hề bị nắng rát một chút nào. Đó, đây em đang lùi lại cái chỗ râm mát để có thể quay cho mọi người xem. Ở đây thì có hệ thống camera 360 độ mới nhá. Em sẽ bật lại để cho mọi người có thể xem. Hệ thống camera 360 rất là nét luôn. Đây, mọi người nhìn cho em này. Rất là xịn sò, chúng ta thoải mái có thể tùy chỉnh góc mọi người nhá. Đây. Tất cả những cái chi tiết ở đây thì còn rất là mới. Những chiếc S400 này hiện tại được bày bán ở trên thị trường cũng khá là nhiều. Tuy nhiên để được đẹp và mới như chiếc này của em, chạy được có 35.000 mile như thế này của em thì rất là hiếm đấy mọi người nhá. Mọi người phải để ý kỹ cho em. Hàng đẹp như thế này rất là hiếm đấy, không có nhiều đâu. Logo của Mercedes-Benz trên vô lăng Mercedes. Ở đây thì như em đã nói rồi, vẫn có sấy ghế, sấy mát, sấy nóng. Và chúng ta có thể sử dụng vị trí nhờ ghế này. Ngoài ra nữa thì chỉnh ghế ở đây. Loa Boommaster, một hệ thống chỉnh kính ở đây. Rất là nguyên bản. Mọi người nhìn cho em ở đây nhé. Trượt cảm biến thông minh, có hệ thống nâng hạ gầm, giảm xóc bóng hơi của chiếc xe. Tất cả những cái phím bấm ở đây mọi người nhìn cho em là rất là mới. Tất nhiên là xe đã qua sử dụng thì mình không thể đòi hỏi nó như một cái xe mới tinh được. Tuy nhiên là như thế này là em thấy rất là mới rồi này. Mọi người nhìn cho em này. Đó, ghế thật sự rất là mới luôn. Đẹp. Và em phải dùng một cái túi ni lông để bọc vào, để cho giữ được cái lớp ghế ở trên chiếc xe này. Ở đây thì sẽ có nước hoa của xe mọi người nhá. Nước hoa nguyên bản của xe. Đó, khi chúng ta dùng hết mà chúng ta muốn thay đổi mùi thì cũng có thể sử dụng được. Đó. Ngoài ra thì ở đây sẽ có đèn viền nội thất như mọi người đang nhìn trên màn hình này. Có đèn hơi màu hồng đấy đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tùy chỉnh và chuyển sang màu khác được. Bên trên đây thì sẽ có cửa sổ trời ạ. Đó. Cửa sổ trời này thì đã được chủ xe cũ họ dán kính 3M giảm ánh nắng và tia cực tím cũng như là tia UV chiếu thẳng vào xe. Đó, được rất là cẩn thận rồi. Nói chung là về riêng về dòng này thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây là rèm chắn nắng ở phía sau, em sẽ đóng lại. Đó. Ghế bên trong thì rất là mới luôn mọi người nhé. Rồi. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Mercedes-Benz phiên bản S400 sản xuất năm 2017, màu xanh, nội thất màu kem bên trong rất là mới. Xe chạy được 35.000 km với giá là 2.750.000.000. Như em đã nói ở phần đầu video thì bên em có dịch vụ thu mua đổi các loại xe đã qua sử dụng. Nếu như anh chị muốn đổi các chiếc xe của mình đang đi lấy chiếc xe này, hoặc là anh chị muốn bán đổi các hay là muốn bán xe thì bên em vẫn có dịch vụ thu mua lại xe mới nhé. Bên em sẽ nhận mua bán toàn bộ xe trên toàn quốc luôn, bất kỳ đại lý hay là
cá nhân nào, tổ chức nào muốn bán xe thì bên em vẫn nhận thu mua lại và mua lại xe mọi người nhé. Địa chỉ cửa hàng em xin nhắc lại: 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và Facebook cá nhân của em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô. Anh chị có thể qua Facebook này follow em hoặc là theo dõi được cái tình hình mua và bán xe của bên em, cũng như là để cập nhật được các cái giao dịch mua bán của bên em để cho tiện theo dõi hơn. Rồi, cuối cùng thì xin được kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này để xem được nhiều video hơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ.